quý vị khán giả của Hội Quán Thiếu Lâm cũng như là tất cả quý vị khán giả thân thương của Linh. Và đây là chương trình Hội Quán Thiếu Lâm mùa 2. Trước giờ ghi hình thì tất cả anh em đều rất là háo hức bởi vì được cái sự đón nhận của quý vị trong mùa 1. Thì mùa 2 này chắc chắn là sẽ có nhiều sự thay đổi và sẽ có nhiều cái niềm vui hơn gửi đến quý vị khán giả. Và Linh cũng rất là vui được tham gia trong chương trình mùa 2 bởi vì với cái vai trò mà cứu khách mời của Linh ở trong mùa 1 thì Linh cũng làm được một cái điều gì đó cho những người bạn diễn mà bạn khách mời của mình. Nhưng mà lần này thì có lẽ là quý vị thấy mặt Linh hơi ác hơn chút xíu, hy vọng là sẽ có điều gì nó hơi bí mật đây. Nhưng mà nếu bí mật đó muốn bật mí thì quý vị cứ xem Hội Quán Thiếu Lâm 2 sẽ biết.